Xin chào Nguyễn Khắc Giang. Tôi vừa đọc được một cái chia sẻ rất là thú vị của bạn có tựa đề là mất tích trên mạng. Quả thực là hiện nay thì có rất là nhiều bạn trẻ nghiện vào mạng xã hội, nghiện vào Internet. Và nếu mà không vào thì họ cảm thấy như là họ không thể chịu được cái điều đấy. Vậy theo Giang thì tại sao lại như vậy? Thực ra thì nói về khi chúng ta sử dụng bất cứ một loại công nghệ nào, như chúng ta chơi game hay chúng ta sử dụng điện thoại di động, rồi chúng ta sử dụng máy tính, thì nó đều có một tính chất nhất định về cái việc mà nó lạm dụng cái thói quen đó. Thì theo một số nghiên cứu về tâm lý học thì có nói là cái việc mà chúng ta sử dụng Facebook ấy, thì nó cũng gần như tương tự việc rồi chúng ta sử dụng cocaine theo cách nào đó về cái não phản ứng ấy. Thì ở đó thì nhìn chung với những người mà chúng ta có thói quen lặp đi lặp lại ngày càng nhiều lần thì chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào thói quen đó và dùng Facebook cũng tương tự như vậy. Đa số những người sử dụng Facebook hiện nay đều là những người trẻ và số lượng sử dụng Facebook thì ngày một tăng lên. Vậy theo Giang thì những bạn trẻ thì họ đang làm gì trên Facebook? Thì ở Việt Nam có một số thống kê nhất định về con số người sử dụng Facebook ở Việt Nam, thì hiện tại cái số mà active user, tức là những người sử dụng thường xuyên, rơi vào khoảng hơn 40 triệu người cho tới 50 triệu người. Thì với trong con số đó thì khoảng 75% là những người giới trẻ sử dụng Facebook một cách thường xuyên, và hàng ngày chúng ta dành khoảng từ 3 đến 4 tiếng chỉ ở trên Facebook thôi, và các mạng xã hội khác như là Instagram hay là Twitter. Thì đây là con số tương đối là nhiều, theo quan điểm của tôi tương đối là nhiều. Như chúng ta nói nhiều hay là ít cũng khá là khó để mà phân tích được, tại vì một ngày thì 24 tiếng, mỗi người có thể phân bổ thời gian tùy theo công việc của mỗi người. Nhưng một số nghiên cứu khác lại cho thấy là thường những người mà chúng ta sử dụng Facebook thì để làm việc hoặc để thực sự kết nối bạn bè qua Messenger hay là qua bán hàng online nó không được nhiều. Một đơn giản chúng ta hay lướt, thuật ngữ chuyên môn chúng ta gọi là lướt Facebook một cách thường xuyên, và chủ yếu là tìm những cái thông tin mà thực sự nó không có nhiều cái tác động tích cực tới cuộc sống của mình. Thì đó là một trong cái vấn đề mà tôi nghĩ là khá là quan trọng, mà không chỉ dành riêng cho mỗi cá nhân mà còn là một bài toán khó để mà đưa ra những cái giải pháp và làm sao cho mọi người tận dụng thời gian hiệu quả hơn. Giang đã từng có một thời gian sinh sống và học tập và làm việc ở nước ngoài khá là lâu. Vậy thì Giang thấy là cái việc sử dụng Facebook của các bạn ở nước ngoài so với Việt Nam thì nó có khác biệt nhiều không? Như tôi nói đầu tiên thì Facebook xuất hiện khá là sớm ở nước ngoài, và giới trẻ nước ngoài thì dùng Facebook trước giới trẻ Việt Nam rất là lâu. Tuy vậy thì có một cái góc nhìn khá là tương phản về quan điểm sử dụng Facebook ở nước ngoài và ở Việt Nam, ít nhất là với những người mà tôi gặp. Thì trong số những bạn của tôi thì đặc biệt những bạn học đại học ngày xưa ở nước ngoài thì họ sử dụng Facebook không thường xuyên, trừ một số người có cái công việc đặc thù, ví dụ như viết lách thì họ hay phải chia sẻ bài viết ở trên mạng xã hội, còn lại thì họ thực sự là họ không dùng Facebook nhiều. Và có một trường hợp là cách đây khoảng 3 năm thì lúc mà tôi bay từ London về Việt Nam thì tôi có làm quen với người bạn là nhà nhân học người Ý, và anh ta đang thực hiện cái nghiên cứu thực địa ở Thượng Lào, và ở đó thì hoàn toàn không có sóng điện thoại, chứ chưa nói tới Facebook hay là Instagram. Và anh ấy cũng là một người khá là active ở trên Instagram và Facebook và khá là nhiều follower. Thì tôi hỏi đùa một câu là nếu mà anh đi lên đấy thì anh coi như 3 năm không active ở trên Facebook nữa, thì bây giờ cái account của anh làm nào, làm sao mà người biết anh sống sót thế nào, làm ăn ra sao. Anh chia sẻ là với tôi cái đấy thì cũng không quan trọng lắm, coi như là mình mất tích ở trên mạng khoảng trong một thời gian dài thôi. Và họ khá là thoải mái với chuyện đó. Giang cũng là còn một người còn khá là trẻ. Vậy thì cái việc sử dụng Facebook hàng ngày của Giang như thế nào? Thực ra thôi có cảm giác như là chúng ta dùng Facebook như là một cách để mà tìm nơi trú ẩn của mình khi mà chúng ta giao tiếp với những người xung quanh. Rất nhiều khi chúng ta đang nói chuyện bạn bè hoặc là đang nói chuyện với người khác, chúng ta cảm giác không có gì để nói hoặc là chưa nghĩ ra gì để nói, chia sẻ thì chúng ta sẽ lại dùng điện thoại. Thì gần như đó, tôi nghĩ đó là một cái comfort zone, một cái nơi trú ẩn an toàn để chúng ta không phải cố gắng giao tiếp với nhau, không phải nói chuyện với nhau nhiều. Thì đó là một cái điều đầu tiên, tiêu cực đầu tiên tôi nghĩ về Facebook khi mà trong một quan hệ giao tiếp với con người bình thường. Ngày xưa nếu chúng ta ngồi trong bữa ăn và chúng ta thường là sẽ không có điện thoại, không có Facebook, thì chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau, trao đổi công việc hàng ngày, bố mẹ nói chuyện con cái, vợ nói chuyện với chồng, thì cái mối quan hệ giữa người và người nó phát triển rất là mạnh. Nhưng bây giờ khi chúng ta có Facebook rồi và Instagram và Twitter thì rất là dễ dàng, nếu mà chúng ta không muốn nói thì chúng ta không cần phải nói nữa, và cũng không có cái không gian mà mất thoải mái thì chúng ta không nói gì cả. Thì đấy là một cái điểm mà tôi nghĩ đầu tiên về cái tác hại tiêu cực của Facebook. Điểm thứ hai, nó rõ ràng là chúng ta mất thời gian. Một ngày chúng ta bỏ ra khoảng 4 tiếng đồng hồ vào Facebook và chỉ đọc những tin tức mà nó không có lợi cho mình, thì rõ ràng đó không phải là cái điều gì đấy mà mang lại nhiều giá trị. Và hơn nữa là khi chúng ta, một số người nếu mà khoảng từ 3 đến 5 phút họ không check Facebook thì không chịu được. Về điểm thứ ba là nếu chúng ta xét mặt tâm lý học ấy, thì có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng là khi chúng ta dùng Facebook quá nhiều ấy,
thì nó sẽ có tác động tiêu cực cho tới cái tâm lý của bản thân mỗi người, và thậm chí có rất nhiều người bị trầm cảm do dùng Facebook quá nhiều. Giang cũng là một người còn khá là trẻ, vậy thì cái việc sử dụng Facebook của Giang hiện nay như thế nào? Và Giang có thể đưa ra một số cái lời khuyên cho các bạn trẻ để sử dụng Facebook một cách hiệu quả hơn. Thực ra tôi nghĩ là với như tất cả những người trẻ khác thì tôi dùng Facebook cũng khá là nhiều. Thời gian dùng Facebook khá là nhiều, không có ngày nào không dùng, nếu mà không phải đi công tác xa hoặc vào những nơi mà không thể dùng Facebook thì tôi vẫn dùng Facebook khá là nhiều. Tôi nghĩ là cách tốt nhất để chúng ta kiểm soát được cái việc sử dụng Facebook như thế nào thì nó phải liên quan rất nhiều tới việc mà giữ được cái nguyên tắc của mình. Thì ví dụ như chúng ta, nếu chúng ta làm việc chẳng hạn, thì chúng ta có nguyên tắc là ít nhất là chỉ sau 45 phút hoặc 1 tiếng thì chúng ta mới vào Facebook thôi. Hoặc là chúng ta chỉ để notification, để cái thông báo liên quan tới tin nhắn thôi. Thì rõ ràng tin nhắn thường là những cái kết nối giữa con người và nhiều khi nó là công việc của mình thì mình phải để ý. Còn tôi không để notification về thông báo liên quan tới post, comment, là page gì cả, thì khi nào rảnh mình xem thôi. Xin cảm ơn Giang với những chia sẻ rất thú vị ngày hôm nay. Và cũng nhân đây thì rất là mong là các bạn trẻ thì hãy sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả hơn và sử dụng Facebook một cách hiệu quả.